hoàng tử Ban Đú Lá và người vợ Malika của ông. Hoàng tử Ban Đú Lá, nước Ma Lá, giờ là nguyên sói của vua nước Pá Xê Malika, vợ của vị ấy, là con gái của vua Ma Lá, nước Cú Xí Na Sau vài năm kết hôn, hai vợ chồng vẫn không có con. Do đó, Ban Đú Lá gửi Malika về nhà cha mẹ của nàng. Malika nghĩ rằng tốt hơn ta nên đến viếng thăm đức phật trước khi rời khỏi sa quá thi nàng đi đến tỉnh xá chê ta quá ná và đảnh lễ đức phật khi được hỏi nàng sẽ đi đâu manh lý ca bèn kể lại với đức phật về việc nàng được cho về nhà cha mẹ của mình vì không sanh được người con nào Nhưng đó đức phật dạy rằng nếu vậy thì con không cần thiết phải về nhà cha mẹ của con con nên ở lại với nguyên soái manh lý ca rất vui sướng với những lời này và sau khi đảnh lễ Đức Phật Nàng trở về nhà của mình Banh Đú Lá hỏi tại sao nàng trở về Nàng bèn kể lại với vị ấy Về điều mà Đức Phật đã nói với nàng Banh Đú Lá nghĩ rằng Đức Thế Tôn thấy xa Chắc Ngài có trí tệ thấy được việc Manh Lý Cá có thể mang thai Và vị này cho nàng ở lại Chẳng bao lâu Manh Lý Cá mang thai Nàng có sự khao khát mãnh liệt Như những người phụ nữ có thai Nàng kể cho Banh Đú Lá về điều ấy nàng muốn tắm trong cái hồ kiết tường của hoàng gia nơi các vị lít chá vi thường đến để làm lễ phong vương và nàng cũng muốn uống nước trong cái hồ ấy Ban Đú Lá nói rằng tốt lắm đặt nàng trên chiếc cổ xe của mình và mang theo cây cung to lớn cây cung này cần sức của một ngàn người kéo vị ấy rời khỏi Sao Quá Thi và đi vào vesali từ cổng thành được dành cho Maha Lít Chá Vi người mà được hưởng phần thu thế từ cổng thành Nhà của Maha Lichavi cũng ở gần đó. Maha Lichavi nhận ra tiếng xe của lá đập mạnh vào ngưỡng cửa của cổng thành. Vị ấy có linh tính báo rằng ngày hôm nay tai họa sẽ ập đến đối với các vị Lichavi và vị ấy báo trước với tất cả mọi người. Hồ kiết tường của hoàng gia được canh phòng rất chặt chẽ từ bên trong cũng như bên ngoài. Nó được bao bọc bởi mạng lưới bằng sắt để những con chim không thể bay vào được tướng quân Banh Đú Lá bước xuống khỏi xe, đuổi những người lính gác đi bằng cây gậy của vị ấy và chẻ đứt tấm lưới sắt bằng cây đại đao của mình. Rồi tướng quân cùng vợ đi xuống hồ nước, tắm ở đó rồi đưa vợ lên xe, trở về nhà bằng con đường cũ. Những người lính canh bèn trình vấn đề ấy lên với các vị hoàng tử Lít Chá Vi. Rất tức giận, những vị hoàng tử Quách Chi bèn cởi trên 500 cổ xe và đuổi theo. Khi cuộc rượt đuổi được trình lên vị Maha Lít Chá Vi, vị ấy kêu to, Này các hoàng tử Lít Chá Vi trẻ tuổi, đừng nên làm thế, vị tướng Banh Đú Lá ấy sẽ tiêu diệt các ngươi. Họ đáp lại, chúng tôi không thể chịu đựng được, chúng tôi phải bắt lấy vị ấy. Maha Lít Chá Vi đã biết sức mạnh của người bạn học của mình và khuyên can các vị Lít Chá Vi như vậy. Thôi được, này các hoàng tử, nếu các người đuổi theo, thì khi trông thấy chiếc xe của Banh Đú Lá, Lúng xuống ngang trục xe thì các ngươi phải quay về ngay từ chỗ các ngươi trông thấy nó nếu các ngươi không quay về mà vẫn cứ đuổi theo thì hãy quay về ngay khi nghe có tiếng vang lớn phát ra nếu các ngươi không quay về mà cứ đuổi theo khi các ngươi thấy những cái lỗ ở tấm trắng trước mũi xe của các ngươi thì hãy quay về bất cứ lúc nào đừng đi xa thêm nữa những vị lít chá vi không nghe lời khuyên mà tiếp tục rượt đuổi quyết liệt khi nàng malika thấy rằng họ bị đuổi theo, nàng bèn nói với Banh Đú Lá điều mà nàng trông thấy. Banh Đú Lá nói, Được, khi mà 500 chiếc xe được thấy như là một, tức là khi tất cả đều thẳng hàng từ Banh Đú Lá, thì nàng hãy nói cho ta biết. Malika báo tin cho Banh Đú Lá biết, khi nàng thấy 500 chiếc xe được xếp thành một hàng thẳng, khi ấy tướng quân Banh Đú Lá trao sợi dây cương cho vợ và nói rằng, Nàng hãy cầm lấy dây cương rồi vị ấy đứng trong xe và kéo cây đại cung mà đến một ngàn người khỏe mạnh mới có thể kéo được. Vào lúc ấy, bánh xe lúng xuống ngang trục xe. Các vị Lít Chá Vi trông thấy điều này, nhưng họ không quan tâm đến lời căn dặn của Maha Lít Chá Vi mà tiếp tục đuổi theo. Nguyên sói Bành Đu Lá sau khi đi tiếp một lúc, bèn kéo giãn dây cung và một âm thanh vang dội như sấm sét phát ra. Các vị Lít Chá Vi nghe âm thanh ấy, nhưng họ vẫn không quay lui rồi banh đú lá, bắn ra một cây tên làm xuyên thủng 500 cổ xe đang đuổi theo. Nó đi xuyên qua bụng của 500 vị lít chá vi và lao cắm xuống mặt đất. Các vị lít chá vi không biết rằng họ đã bị trúng tên và họ kêu lên. Này banh đú lá, hãy dừng lại. Họ hô kêu luôn miệng như vậy trong khi đuổi theo banh đú lá. Tướng quân banh đú lá dừng lại một lúc và nói. Tất cả những vị lít chá vi, các ngươi đều đã chết ta không cần phải chiến đấu với những người đã chết. Nhưng chúng ta không giống như những người đã chết, phải vậy không? Vậy thì các ngươi hãy cởi ra chiếc giáp từ vị hoàng tử Lít Chá Vi cuối cùng. Khi họ làm theo lời bảo của Ban Đú Lá, thì cái thân không còn sự sống của vị hoàng tử Lít Chá Vi sau cùng ngã gục xuống xe. Khi ấy, Ban Đú Lá bèn nói với họ là hãy đánh xe về nhà và hãy sửa soạn những thứ cần thiết cho sự mai táng của họ. Trước khi cởi chiếc áo giáp của mình, các ngươi có thể để lại lời trăn trối cuối cùng cho những người vợ của mình các vị lít chá vi đã làm theo y như vậy tất cả họ đều ngã ra chết tướng quân banh đú lá đưa vợ về nhà an toàn mười sáu lần song sinh bé trai ba mươi hai người con trai tất cả những người con trai đều khỏe mạnh và dũng cảm họ được dạy tất cả các môn học và mỗi người có một ngàn người theo hầu bất cứ khi nào tướng quân banh đú lá xuất hiện trong triều đình thì vị ấy cùng với 32 người con trai và 32.000 dũng sĩ hùng mạnh đứng chật cả sân triều. Một hôm tại tòa án có tiếng la ó, than phiền rằng một sự xét xử bất công đã xảy ra, vấn đề được trình lên tướng quân Banh Đú Lá. Tướng quân Banh Đú Lá đến tòa án nghe lại vụ kiện rồi đưa ra lời xét xử, công bố đúng đắn ai là người có tội và ai là người vô tội. Mọi người đều hoan hô tán dương sự xét xử công minh của tướng quân. Vua Bác xê nói đi Nghe tiếng ồn ào và hỏi chuyện gì xảy ra Khi nghe được kể lại mọi chuyện Vua ấy lấy làm hoan hỷ Và các cử tướng quân làm quan tòa Như vậy Ban Đú Lá nhận thêm chức quan tòa Nhờ tánh công minh Các vị quan tòa do bị tức mất Những món tiền hối lộ thường xuyên của họ Nên họ nghĩ ra kế sách hãm hại tướng quân Họ xàm tấu rằng Ban Đú Lá muốn xóa ngôi Đức vua tin vào lời của những vị quan tòa này Đức vua rất ái ngại, muốn thủ tiêu tướng quân Ban Đú Lá, nhưng vì Ban Đú Lá là người có tiếng tâm lớn nên đức vua không dám giết ông ta trong kinh đô. Thế nên, đức vua lập nên một kế ác, truyền lệnh cho những người thân tín của mình sắp xếp một cuộc nổi loạn ở vùng biên giới. Tướng quân Ban Đú Lá và 32 người con trai của mình nhận được lệnh lên đường để bình định cuộc nổi loạn và dẫn về những kẻ nổi loạn. Đức vua gửi theo tướng quân Ban Đú Lá là những vị tướng được tuyển chọn với nhiệm vụ giết chết Ban Đú Lá và 32 người con trai. Khi tướng quân Ban Đú Lá đến nơi nổi loạn, thì những người được đức vua bố trí bèn bỏ chạy. Ban Đú Lá thực hiện một số biện pháp để vùng xa xôi hẻo lánh này thành khu định cư thịnh vượng rồi trở về Kinh Đô. Trên đường về, khi còn xa Kinh Đô, thì những vị tướng được gửi đi theo họ bèn chém đầu Ban Đú Lá và cả 32 người con trai. Vào hôm ấy, Man Lý Ca, vợ của tướng quân Banh Đu Lá, đang sửa soạn lễ vật cúng giường đến hai vị thượng thủ tinh văn, là Đại đức Sariputta và Đại đức Móc Ganh Lá Ná, cùng với 500 vị tỳ khu tại nhà của nàng. Sáng sớm hôm ấy, nàng nhận được tin báo rằng chồng và 32 người con trai của nàng đã bị chém đầu. Nàng cất bức thư vào bên trong chiếc áo và giữ kín tin đó. Trong khi nàng đang cung kính phục vụ hai vị thượng thủ tinh văn tại bàn, sau khi người hầu dân xong món cơm Thì nàng mang đến những bình sữa Bỗng nhiên cô tớ gái sơ ý Làm vỡ bình sữa Hai vị thượng thủ thanh văn chứng kiến cảnh tượng này Đại đức Sariputta Nói với Manlika Cái gì có tính chất tan vỡ Thì nó tan vỡ Đừng để nó dày vò Nhân đó Manlika Lấy bức thư báo tin buồn Từ trong chiếc áo của nàng và nói Bạch Đại Đức Người ta gửi cho con bức thư này Báo rằng chồng và 32 người con trai của con đã bị chém đầu. Ngay cả tin ấy, con cũng không để cho nó giày vò, thiêu đốt nội tâm con, thì làm sao cái bình sữa này có thể gây phiền não cho con được? Đại đức Sariputta Thiết Pháp bắt đầu bằng câu kệ Animitta, nha Tăng, ít thá Chi Quý Tăng, vân vân. Rồi đại đức đứng dậy khỏi chỗ ngồi và trở về tỉnh xá. Hãy xem Sutta Nipata 3, Mahavagga 7, xanh Lá Sutta. Khi công việc cúng dường vật thực đến chư tăng kết thúc, Ca cho gọi 32 nàng dâu đến và nói, Này các con, những người chồng của các con vô tội, nhưng phải chịu quả của những nghiệp quá khứ. Các con đừng quá sầu khổ, phiền muộn và u não. Cũng đừng nuôi lòng hận thù đối với Đức Vua. Những lời này lọt vào tay của những thám tử, đã được Đức Vua cử đến Và họ trình lên Đức Vua rằng Ban thú Lá và những người con trai Của vị ấy là vô tội Đức Vua đi đến nhà của Man Lý Ca Xin lỗi nàng cùng với 32 nàng dâu của nàng Rồi Đức Vua cho phép Man Lý Ca Được nhận bất cứ đặc ân nào mà nàng muốn Man Lý Ca nói Tâu Đại Vương xin hãy cho thiếp Chọn những đặc ân vào lúc thuận tiện Sau khi Đức Vua trở về Nàng cũng dừng tăng chúng vật thực đặc biệt để hồi hướng phước báu đến thân nhân đã quá vãng. Sau đó, nàng đi tắm gội, đến ý kiến đức vua và nói rằng Tâu đại vương, đại vương đã cho phép thiếp chọn một đặc ân. Thiếp chẳng muốn gì khác, chỉ xin đại vương cho phép thiếp cùng với 32 nàng dâu được trở về với cha mẹ của mình. Đức vua hoan hỷ chấp nhận lời thỉnh cầu của nàng, cho 32 nàng dâu được trở về với cha mẹ của họ, còn nàng thì trở về với cha mẹ của nàng. Câu chuyện về Manlika tiếp theo Manlika sống ở nhà cha mẹ của nàng tại Cú Xí Nara trong một thời gian dài khi Đức Phật viên tịch và nàng biết rằng nhục thân của Ngài đang được những người Manla đưa đến Cú Xí Nara. Nàng khởi lên ý nghĩ sẽ tôn vinh nhục thân của Đức Phật bằng chiếc áo nổi tiếng Mahalata mà nàng đã không mặc kể từ ngày chồng chết. Nàng lấy nó ra từ chỗ cất đặc biệt lau sạch nó bằng nước hoa và chờ đợi nhục thân của Đức Phật đến. Chiếc áo Mahalata là vật trang sức rất quý hiếm. Chỉ có ba người được may mắn sở hữu nó. Đó là nàng Visakha, Manlika, vợ của tướng quân Bandula và tên trộm Dewa Đinh Giá. Trích từ chú giải của bộ Mahawakga, Dikha Giá. Theo chú giải của bộ Dhamma Ba Đá, nó được sở hữu bởi ba vị công nương trong khắp cõi nhân loại là bà Visakha, Manlika và con gái của trưởng giả thành Paranasi. Khi nhục thân của Đức Phật được khi ngang nhà, nàng yêu cầu những người khiên quan tài rằng xin làm ơn chờ một lát và cung kính phủ lên nhục thân của Đức Phật bằng chiếc áo Mahalata từ đầu xuống đến bàn chân. Thân sắc vàng của Đức Phật được đắp lên bằng chiếc áo được làm bằng bảy loại ngọc. Thân Ngài càng trở nên rực rỡ hơn. Tâm của Man Lý Ca tràn đầy sự hỷ lạc khi thấy sự rực rỡ nơi kim thân của Đức Phật. Niềm tin của nàng nơi tam bảo càng tăng trưởng. Nàng phát nguyện, kính bạch Đức Thế Tôn, xin cho con trong bước đường luân hồi, được hoàn hảo về sắc tướng, dầu không có một vật trang sức nào trên người. Chú giải bộ Maha Quát Gá, Đi Kha Ní Ca Giá, về bài kinh Maha Parinipana Sutta. Sau khi Man Lý Ca mạng chung, Nàng sanh lên làm một vị tiên nữ Ở cõi trời ta quá tim xá Do ước nguyện của nàng Nàng có sắc đẹp vô địch Nàng có y phục lộng lẫy Bởi bảy loại ngọc báu Và cũng có một cung điện tương tự Xem chi tiết trong bộ chú giải Quý ma ná quách thú Bà ba, rí chát ta cá quát gá Tám quý ma ná quách thú Vua bá xê ná đí cô xá lá Cho đứa cháu của tướng quân Bành đú lá tên là đi khá kara giá ná thừa kế địa vị nguyên soái tuy nhiên đứa cháu của ban đú lá không ngư ngoai về cái chết của ban đú lá vị này chờ cơ hội để trả thù cho người chú vô tội của mình đức vua không bao giờ hạnh phúc kể từ khi cho người ám sát tướng quân ban đú lá vô tội một cảm giác tội lỗi dày vò đến nỗi nhà vua không còn thấy vui sướng trong những khoái lạc đế vương lúc bấy giờ đức thế tôn trú tại thị trấn Mê Đá lu Bá trong tỉnh của những vị thích ca. Vua Cô Sa Lá muốn viếng thăm Đức Thế Tôn và trú tại đó. Trong giả ốc tạm thời được xây dựng bằng những nhánh cây trong khuôn viên tịnh xá. Tại đó, Đức Vua giao ấn truyện của mình cho tướng quân đi khá ca giá ná, một mình đi vào cốc của Đức Thế Tôn. Lý do Đức Vua giao những ấn truyện của mình cho tướng quân đi khá ca giá ná giữ là một đức vua trong sẽ không thích hợp khi phô trương trước mặt đức thế tôn và hai đức vua dự định sẽ đàm đạo với đức thế tôn mà ông tin sẽ làm cho ngài hoan hỷ đúng như vậy vì khi ấn triện của đức vua được gửi về hoàng cung thì các quan nghĩ rằng họ nên trở về hoàng cung họ không cần phải chờ đợi đức vua khi vua cô xá lá một mình đến tịnh xá của đức phật thì đi khá ná cảm thấy khó chịu với ý nghĩ Vị vua này trước kia đã có cuộc bàn bạc riêng với Sa Môn Má, mà sau đó người chú Banh Đú Lá của ta cùng với 32 đứa con trai bị giết chết. Bây giờ, vị ấy lại bàn bạc với Sa Môn Gô Má. Điều này có ý nghĩa gì? Có thể lúc này ta là mục tiêu của họ cũng nên. Khi Đức Vua vừa đi vào tịnh xá của Đức Phật, tướng quân đi khá Karajana, bèn đem ấn truyện của Đức Vua, giao cho Thái tử Quý Tá Tu Pá rồi thuyết phục và thúc ép thái tử nhận lấy vương quyền ngay tại đó. Tướng quân để lại một con ngựa chiến, một thanh đại đao và một nữ hầu cho vua pá xê đi đí cô sa lá với lời căn dặn đừng đi theo chúng ta nếu người muốn sống sau đó vị ấy đưa thái tử quý tá tu phá về hoàng cung tại sa quá thi như là một vị tân vương được che bởi chiếc lọng trắng vua cô sa lá sau khi đàm đạo thân mật với đức thế tôn ra khỏi tịnh xá Nhà vua không thấy quân binh vì ấy hỏi nữ hầu Và nàng tâu lại những gì mà nàng đã nghe và thấy Nhân đó Đức vua đi thẳng về Ra Chá Há Để cầu viện sự giúp đỡ của người cháu Là vua Achata Tú Với mục đích trúc phế vua Quý Tá Kẻ cướp ngôi Trên đường đi Đức vua phải ăn món cơm gạo bể Và uống nước không được lọc Vì đức vua có thể trạng suy yếu nên vật thực ấy gây ra chứng khó tiêu. Khi vua đến kinh thành ra chá ga há, thì trời đã tối, các cổng thành đã đóng. Bởi vậy, ông phải nghỉ qua đêm tại nhà trọ ở bên ngoài kinh thành, với ý định sẽ gặp vua tú vào sáng hôm sau. Đêm hôm ấy, vua Cô xá Lá bị chứng khó tiêu do tình trạng bị rối loạn của đờm, mật và gió. Đi vệ sinh nhiều lần khiến nhà vua trở nên hoàn toàn kiệt sức. Vua nằm ngủ trên bụng nàng hầu trẻ. Ông chết vào lúc rạng đông ngày hôm sau. Vua Cô Xá Lá chết vào năm 80 tuổi, cùng tuổi thọ với Đức Phật. Xem mát Chí Má Pana Xá Pali, đâm má chê tí giá xuất tá. Khi người nữ hầu thấy Đức Vua đã băng hà, nàng kêu to. Vua Cô Xá Lá của chúng tôi, người đã trị vì hai tỉnh Cá Xí và Cô Xá Lá, đã chết cô đơn ở Kinh Thành, bên ngoại thành trong ngôi nhà trọ này nơi mà những người không nhà xem đó là nhà của họ. Khi nghe những lời ta tháng của nàng, mọi người bắt đầu biết về cái chết của vua Cô Sa Lá. Họ báo tin cho vua Achata sát Tú. Đức vua đi ra và trông thấy người cậu đã chết. Đức vua tổ chức lễ mai táng rất long trọng. Rồi ông tập trung quân binh bằng tiếng còng chiên với ý định bắt vua Quý Táp tu phá. Các quan của vua Achata sát Tú quỳ dưới chân đức vua cầu xin rằng Tâu Đại Vương, nếu cậu của Đại Vương còn sống, thì chuyến viếng thăm của Đại Vương là thích hợp. Nhưng bây giờ Quý Tá Tu Phá, người em bà con của Đại Vương đã lên ngôi vua. Vị này cũng có quyền kế thừa ngôi vua, nên cuộc viễn chinh của Đại Vương không hợp lý. Và Vua sát Tú đã hủy bỏ ý định của mình. Thái tử Quý Tá Tu Phá, sau khi lên ngôi vua, đã nhớ lại mối hận thù với dòng Thích Ca, vì ấy rời kinh đô dẫn theo đội binh để khiêu chiến và tiêu diệt những người thích ca. Vào sáng sớm, Đức Phật quán xét thế gian bằng Phật nhãn của Ngài và thấy tai họa sắp đến với dòng thích ca, quyến thuộc của Ngài. Ngài nghĩ điều thích hợp là bảo vệ quyến thuộc của Ngài. Bởi vậy, sau khi đi khất thực, Ngài nghĩ trong hương phòng, trong tư thế cao quý như con sư tử, nằm nghiêng về bên phải. Lúc chiều tối, Ngài đi đến Capilá Quá Thú bằng con đường hư không. Ngài ngồi dưới một cội cây đã rụng hết lá trong vuông đất của kinh thành lá Quá Thú. Không xa cây ấy có một cây đa to lớn đầy bóng mát gần ranh giới giữa Kapila Quá Thú và nước của vua Quý Tá Tu Phá. Khi vua Quý Tá Tu Phá trông thấy Đức Phật, vị ấy đảnh lễ Ngài và bạch rằng Bạch Đức Thế Tôn, tại sao Thế Tôn lại ngồi dưới gốc cây trụi lá như thế này khi trời vẫn còn nóng? Xin Đức Thế Tôn hãy đi đến ngồi dưới cội cây có bóng mát ở gần ranh giới của nước con đức phật đáp lại tâu đại vương thế này cũng được quyến thuộc của như lai cũng đủ để che mát cho như lai vua quý tá tu phá hiểu nhanh lời ngụ ý của đức phật vì ấy nghĩ ra rằng đức phật ngồi ở đó để bảo vệ quyến thuộc của ngài bởi vậy vị ấy rút lui sau khi tôn kính đảnh lễ đức phật rồi đức phật trở về tịnh xá bằng con đường hư không vua quý tá tu phá không quên sự sỉ nhục mà vị ấy chịu đựng từ những người thích ca vị ấy lại thực hiện một cuộc xuất binh khác tấn công vào kinh đô của những người thích ca dịp này cũng vậy đức phật cũng ngồi ở đó và vị ấy buộc lòng phải rút lui lần thứ ba vị ấy dẫn theo một đội hùng binh tiến thẳng vào lãnh thổ của người thích ca chỉ gặp mỗi đức phật trước khi bắt đầu cuộc tấn công và phải rút lui khi vua quý tá tu phá xuất binh lần thứ tư đức phật thấy rằng thời gian để những ác nghiệp của những người thích ca trả quả đã đến và vì vậy ngài không can thiệp nữa những ác nghiệp quá khứ của những người thích ca bao gồm việc rải thuốc độc xuống dòng sông vào một thở nọ trong kiếp quá khứ của họ quý tá tu phá đến cùng với đại quân với ý định tiêu diệt những người thích ca ngược lại quyến thuộc của đức phật thì không muốn giết hại kẻ khác họ đã từng là những tay cung thiện xảo bởi vậy họ dọ kẻ thù bỏ chạy bằng những ngón bắn cung của mình. Họ mặc áo giáp và đi ra giả bộ nghinh chiến. Họ bắn những cây tên vào kẻ thù nhưng không làm ai thương tích mà tên chỉ xuyên qua những tấm kiên và những cái lỗ ở thùy tai của họ. Chỗ được xỏ lỗ khi còn nhỏ để đeo bông tai Khi quý tá tu phá trông thấy những cây tên vì ấy nghĩ rằng những người thích ca đang bắn họ thật sự. Người ta nói rằng những người thích ca không sát sanh nhưng bây giờ họ đang ra sức giết chúng ta bằng những làng tên một trong những cận vệ của đức vua nói tâu bệ hạ hãy xem quân binh thì bệ hạ sẽ biết kìa những cây tên đi vào những người của chúng ta nhưng ở cánh vòng không có ai trúng tên cả tâu bệ hạ xin bệ hạ cho đếm số quân binh những cận thần đề nghị đức vua truyền lệnh cho đếm số quân binh và thấy rằng không có ai chết cả quý tá tu phá cho lui binh một lát rồi truyền lệnh. Này quân sĩ, hãy giết chết tất cả những ai nói rằng họ là người thích ca, nhưng hãy tha mạng cho ông ngoại Mahanama của trẫm và những người ở chung với vị ấy. Nhưng đó, quân binh của vua Quý Tá Thu Phá xông đến chém giết. Những người thích ca không tìm bất cứ vật gì để cầm lấy. Một số đứng cầm những nắm cỏ, trong khi những người khác thì cầm những cây sậy. Khi được kẻ thù hỏi, ngươi có phải là người thích ca không? Những người dòng thích ca không nói dối và không thể nói dối. Những người thích ca cầm những nắm cỏ đáp lại rằng đây không phải là rau, xa cá, mà chỉ là cỏ. Và những người thích ca nắm những cây sậy đáp lại rằng đây không phải là rau, xa cá, mà chỉ là cây sậy. Những người thích ca ở chung với Mahanama đều được tha mạng. Những người cầm những nắm cỏ về sau được gọi là những người thích ca cỏ. Và những người nắm những cây sậy thì được gọi là người thích ca sậy. Tất cả những người thích ca khác đều bị giết chết, ngay cả trẻ con cũng không tha. Rồi quý tá tu phá, rửa sạch chỗ ngồi của vị ấy bằng máu từ những cuốn họng của những người thích ca. Như vậy, bộ tộc thích ca bị tiêu diệt bởi quý tá tu phá. Vị thích ca Mahanama bị bắt sống. Trên đường về nước của vua quý tá tu phá, khi đến giờ ăn sáng, họ xuống xe và bàn ăn được dọn ra quý tá tu phá thông báo với vị thích ca Mahanama, hãy ngồi chung với vị ấy. Người mang dòng máu của kẻ đế vương không bao giờ ngồi ăn chung với đứa con của người nô lệ. Do vậy, khi Mahanama để ý, thấy hồ nước ở gần đó, bèn nói rằng, Này cháu, ta muốn đi tắm trước khi ăn, vậy ông ngoại cứ đi tắm. Quý tá tu phá nói, Mahanama biết rằng, nếu ông không chịu ngồi ăn chung với quý tá tu phá, thì ông sẽ bị giết chết. Tốt hơn là ta nên tự tử, Vị ấy suy nghĩ. Bởi vậy, vị ấy xỏ cuộn tóc, thắt một búi tóc ở cuối mái tóc của vị ấy và trầm mình xuống nước. Vì Mahanama có nhiều phước, nên sự hiện diện của vị ấy dưới nước đã tạo ra sự ấm cúng cho cõi rồng. Long Vương nhìn quanh xem hiện tượng kỳ lạ nào và trông thấy vua Mahanama của những người thích ca. Long Vương xuất hiện trước đức vua để đức vua ngồi trên cái mang của mình và đưa vua xuống cõi rồng. Ở đó, vị Thích Ca Mahanama sống 12 năm. Số phận diệt vong của Quý Tá Tu Phá và đoàn Tùy Tùng Vua Quý Tá Tu Phá ngồi chờ ông ngoại của mình trở lại. Ông ấy sẽ trở lại. Nhà vua luôn miệng tự nhủ. Nhưng nhà vua chờ đợi khá lâu. Có điều gì đó không ổn. Vị ấy suy nghĩ rồi sai quân lính lội, lặn xuống hồ và tìm kiếm khắp hồ khi trời đã tối nhà vua sai mọi người bằng mọi khả năng đi tìm khắp nơi xôi đèn khắp mọi ngõ ngách sau khi đã tìm kiếm khắp nơi mà không thấy cho rằng ông ngoại đã bỏ trốn nên đức vua cùng binh sĩ rời khỏi nơi ấy lên đường đức vua quý tá tu phá đến con sông á chí rá hoa ti vào lúc trời sẩm tối đã quá trễ để đi vào thành phố thế nên đức vua và quân binh bèn cắm trại qua đêm ở bên bờ sông một số binh lính nằm trên bờ cát để nghỉ ngơi trong khi số khác nằm trên chỗ cao hơn trong những người thuộc nhóm thứ nhất có một số chưa phạm ác nghiệp trong quá khứ trong nhóm thứ hai có một số đã phạm các ác nghiệp trong quá khứ chuyện xảy ra với hai nhóm người tự như những đàn mối không thể ở qua đêm nên chúng phải di dời đến chỗ mới những người không tạo ác nghiệp trong quá khứ mà đang nằm trên bờ cát thì cảm thấy cần phải đến chỗ đất cao còn những người đã tạo ác nghiệp trong quá khứ, đang nằm ở chỗ đất cao, thì thấy cần phải đi xuống bờ cát. Sau khi mọi người đã đổi chỗ như vậy, thì những đám mây đen nghịch kéo đến rồi thành lình một cơn lũ lớn tràn xuống làm ngập cả bờ sông Achirawati. Quý tá tu phá cùng quân sĩ bị nước cuốn trôi ra đại dương. Ở đó họ làm mồi cho cá và rùa. Những ác nghiệp quá khứ của những người thích ca, sắc cái giá, cuộc tàn sát những người thích ca trở thành chủ đề bàn luận sống động trong tăng chúng thưa các vị sự tàn sát những người thích ca thật không đúng vì tánh hung bạo nên quý tá tu phá và quân sĩ phải lãnh chịu ngay cả những đứa trẻ nhỏ của họ cũng không tha thật hết sức tàn nhẫn ý kiến này thấu đến tay của đức phật và ngài nói rằng này chư tỳ khu những người thích ca gặp phải họa diệt vong xem ra thật không đáng trong kiếp sống hiện tại Tuy nhiên, nếu số phận hiện tại của họ được xem xét lại liên quan đến ác nghiệp trong quá khứ của họ, thì việc họ gặp phải cái chết như vậy lại phù hợp với nguyên nhân của nó. Và Đức Phật kể cho họ nghe về một kiếp quá khứ của dòng Thích Ca. Họ đã cùng nhau rải thuốc độc xuống dòng nước, khiến cho tất cả cá tôm ở trong đó đều bị chết. Vào ngày hôm sau, các vị tỳ khu tụ hợp với nhau để nghe Pháp họ lại bàn tiếp về số phận của vua Quý Tá Tu Phá. Thưa các tôn giả, vua Quý Tá Tu Phá cùng với đồng tỳ tùng, sau khi tàn sát những người thích ca, đã trở thành những con mồi cho cá và rùa trong đại dương, ngay khi đạt được tham vọng của vị ấy. Khi Đức Phật đến chỗ hội tụ của các vị tỳ khưu, các vị đang bàn luận vấn đề gì vậy? Họ bạch với Đức Phật về vấn đề bàn luận của họ. Đức Phật bèn nói rằng, Này các tỳ khưu, cũng như dân làng đang ngủ say thì bị cơn lũ cuốn trôi. Cũng vậy, ngay khi những tham vọng lớn của họ được thành tựu, tất cả chúng sanh nào dễ vui đều có kiếp sống bị rút ngắn và bị cuốn đi bởi thần chết vào đại dương của bốn khổ cảnh. Rồi Đức Phật đọc lên câu kệ này. Bốp pha ní hê quá pá chí nan tăng Về gia sát tamana sam ná xăm ná răng sút tăng ga măng má hô quá mát chú a đa giá gá chá tí này chư tỳ khu, giống như người góp nhặt những bông hoa đẹp nhất, người mà khao khát ái dục, thèm muốn cái mà mình chưa có, và bám chấp vào cái mình đã có, sẽ bị thần chết cuốn trôi ra đại dương của các khổ cảnh. Giống như một ngôi làng đang ngủ say, bị cơn lũ lớn cuốn ra đại dương. Vào lúc kết thúc câu chuyện, nhiều chúng sanh đạt được sự giác ngộ, như chứng đắc thánh quả nhập lưu. Do đó, thời pháp này rất có lợi ích cho tất cả kết thúc câu chuyện về ví tá tu phá hai người mang tên ma lý ca vào thời đức phật tại thành sao quá thi có hai người mang tên ma lý ca một là người ma lý ca vợ của tướng quân ban đú lá và người kia là ma lý ca chánh hậu của vua cô xá lá nàng ma lý ca trước là công chúa ma lá thuộc xứ cú xí na ra mà chúng tôi đã nêu ra ở phần trước bây giờ chúng tôi sẽ mô tả hoàng hậu ma lý ca theo cách tóm tắt. Hoàng hậu tương lai Manlica này là con gái của một người bắn hoa ở thành Sao Quá Nàng là một thiếu nữ có sắc đẹp kiều diễm, có phước tích lũy từ quá khứ. Khi nàng vừa tròn 16 tuổi, một hôm nàng đi hái hoa cùng với những cô gái khác, mang theo ba cái bánh lúa mạch để trong cái giỏ hoa. Khi nhóm các cô gái đang đi ra khỏi thành phố, họ gặp Đức Phật. Thân Ngài tỏa ra hào quang sáu màu rực rỡ với tỳ tùng đông đảo. Những vị tỳ khu đang đi vào thành phố, Man Lý Ca rất cảm kích trước hào quang rực rỡ của Đức Phật và với tâm tịnh tính mạnh mẽ, nàng dân cúng ba cái bánh đến Đức Phật. Đức Phật nhận vật thí ấy trong cái bát do Tứ Thiên Vương dân cúng. Man Lý Ca đảnh lễ dưới chân Đức Phật, tâm tràn đầy hỷ lạc do quán niệm về những ân đức của Đức Phật và rồi đứng ở một nơi thích hợp. Đức Phật nhìn nàng và mỉm cười. Đại đức Ananda hỏi Đức Phật lý do khiến Ngài mỉm cười. Này Ananda, do nhờ cúng dường ba cái bánh này với tác ý của động lực tâm đầu tiên, cô gái này sẽ trở thành chánh hậu của vua Cô Xá Lá trong chính ngày hôm nay. Manh Lý Cá rất sung sướng khi nghe những lời của Đức Phật và đi đến hoa viên cùng với những người bạn của nàng. Ngày hôm ấy, khi vua Cô Xá Lá chiến đấu với người cháu của mình là vua Achatasatú và bị thua trận Đức vua bỏ chạy trên lưng ngựa, nhưng khi nghe tiếng hát của nàng Manlika, bị hấp dẫn bởi tiếng hát của cô gái, đức vua quay ngựa vào hoa viên. Thấy đức vua những cô gái khác bỏ chạy vì sợ hãi, nhưng Manlika, người có duyên sẽ trở thành hoàng hậu thì không sợ hãi. Thay vì thế, nàng tiến đến và cầm lấy dây cương ngựa của đức vua đang ngồi trên ngựa, đức vua dò hỏi xem nàng đã có chồng chưa. Khi biết rằng Nàng chưa có chồng, đức vua xuống ngựa, do bị mệt vì nắng gió, ông nằm nghỉ gối đầu trong vòng tay của nàng. Sau khi nghỉ mệt xong, đức vua đưa nàng lên ngựa rồi đi vào kinh đô với quân binh theo hầu. Đức vua cho người đưa nàng về nhà của cha mẹ nàng. Chiều hôm ấy, đức vua cho người đem xe hoa dành cho hoàng hậu đến nhà của Malika để rước nàng về cung trong nghi lễ long trọng. Sau đó, đặt nàng trên chỗ ngồi được sắp xếp theo nghi lễ ghế ngồi được làm bằng các loại ngọc báu và nàng được tôn phong làm chánh hậu kể từ ngày hôm ấy manh lý ca trở thành chánh hậu được sủng ái những chi tiết này dựa vào bộ chú giải bổng xanh cuốn ba sát tá cá ní ba tá mười cum ma sắp pin đí cha tá cá như vậy hai người mang tên manh lý ca manh lý ca hoàng hậu của vua cô xá lá là con gái của người bán hoa, Manlika Lý Ca vợ của tướng quân Banh Lá. Là con gái của một trong những vị hoàng tử Manh Lá. Kết thúc chương 38 Cha mẹ Bà La Môn của Đức Phật trong kiếp quá khứ